Trong tuần qua, giá cà phê xô lao dốc sau khi thiết lập đỉnh 134.000 đồng một ký. Chỉ trong vài ngày, giá rất mạnh, chỉ còn quanh mốc 100.000 đồng một ký. Cụ thể, ngày 30 tháng 4, mức giá cà phê xô tại các tỉnh Tây Nguyên giao dịch ở mức đỉnh 134.000 đồng một ký. Các ngày sau đó, giá cà phê liên tục giảm với biên độ mạnh. Trong đó, các ngày giảm mạnh nhất là ngày 3 tháng 5 giảm 12.500 đồng một ký, ngày 4 tháng 5 giảm 12.300 đồng một ký, ngày 5 tháng 5 giá cà phê tiếp tục giảm nhẹ 2.000 đồng một ký, còn 100.800 đồng một ký. Như vậy, chỉ trong vòng chưa đầy một tuần qua, giá cà phê xô tại Tây Nguyên đã giảm 25% so với đỉnh điểm.